Với gần 3 triệu 584.000 cây xanh được trồng trong năm 2022, vượt hơn 49% so với chỉ tiêu, tỉnh đoàn Lào Cai vinh dự đứng thứ 2 trong top 10 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trồng nhiều cây xanh nhất cả nước trong năm 2022. Cùng với phong trào trồng cây xanh, tuổi trẻ Lào Cai còn duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả như ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự và môi trường, xây dựng 34 lò đốt rác, Cùng với đó đã có hàng trăm tuyến đường hoa thanh niên được duy trì chăm sóc thường xuyên, đã có phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.